5 mẹo để mua tủ quần áo giá rẻ. Xin chào toàn thể các bác đã đến với video của Sơn Pro. Trong video này em Chiến sẽ chia sẻ với các bác 5 mẹo làm sao để mua tủ quần áo giá rẻ. Chắc hẳn như mỗi lần khi mà có nhu cầu về mua tủ hay là nội thất trong nhà bất kỳ, cô chú anh chị đều rất là đau đầu đúng không nhỉ? Không biết là mua tủ thế nào cho nó tiết kiệm, mua tủ nội thất thế nào cho hợp lý, phù hợp với không gian. Thì trong video này, 5 mẹo này sẽ giúp các bác có thể tiết kiệm được chi phí khi mua tủ hay bất kỳ nội thất nào trong nhà mình. Đầu tiên đó là mình sẽ nghiên cứu thị trường, tức là mình sẽ nghiên cứu sản phẩm về tủ thương hiệu. Những mẫu tủ hay là nội thất thương hiệu thường là có giá cao hơn so với bình thường. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng. So với sản phẩm không thương hiệu, bởi vì sản phẩm thương hiệu đã được chứng nhận đấy, quy trình rồi chất liệu nó tốt hơn, uy tín thương hiệu hơn. Việc giá trị cao là chuyện bình thường, nên là mình phải xác định được cái nhu cầu. Và thứ hai là mình phải hình dung rằng cái mẫu mã tủ quần áo của mình sẽ sử dụng mẫu nào cho hợp lý. Ở trên thị trường thì có rất là nhiều mẫu, ví dụ như là mẫu tủ hiện đại, cửa trượt này, cửa kéo truyền thống có ngăn kéo, hay là những cái mẫu tủ mà có thể là cái tủ bằng nhôm kính. Đấy, ví dụ như vậy, có rất là nhiều loại tủ như vậy. Thì mình sẽ lựa chọn làm sao nghiên cứu trước cái tủ phù hợp với nhu cầu của mình. Thì việc này cũng giúp mình tiết kiệm được chi phí. Oh my god, wow. Cái điều thứ hai đó là cân nhắc việc sử dụng. Tức là nếu như mình có cái yêu cầu, tức là mục đích sử dụng của mình ở đây là chỉ cần một cái tủ nó sử dụng bền, giá cả vừa phải, thì mình có thể nghiên cứu tới tủ đã hết mốt, tức là nó không còn thịnh hành trên thị trường nữa, nếu như các bác không quan tâm quá đến điều này. Việc này giúp mình tiết kiệm thêm chi phí, bởi vì những mẫu tủ mà không còn thịnh hành trên thị trường, thường các cửa hàng, các địa điểm sẽ xả, tức là thanh lý, giá nó sẽ được rẻ hơn bình thường. Và điều thứ ba muốn chia sẻ cùng với tất cả các bác là mình sẽ lựa chọn trong khoảng thời gian khuyến mãi. Bởi vì là thời gian khuyến mãi ở đây là cửa hàng mới mở này, nhân dịp khai trương, hay là trong những cái dịp lễ đấy, dịp Tết, hoặc là trong những cái ngày mà Black Friday, tức là ngày giá sản phẩm ấy. Thì đây là một cái cơ hội để mình mua những cái thiết bị nội thất hay là sản phẩm bất kỳ, giúp mình tiết kiệm chi phí. Và điều thứ năm mới là điều quan trọng này các bạn, đó là mình hãy tìm đến những cửa hàng online. Bởi vì sao? Khi mà tìm đến những cửa hàng online ấy, là thường cửa hàng đấy sẽ không mất chi phí thuê mặt bằng này, không mất chi phí thuê nhân công, không mất chi phí tiền làm đẹp trang trí cửa hàng. Chính vì vậy mà cửa hàng ấy đã tiết kiệm được rất nhiều khoản để vận hành cái cơ sở của mình, nên thường giá sẽ rẻ hơn so với bình thường. Việc này giúp các bác mua những sản phẩm đẹp vẫn giá rẻ hơn bình thường. Tuy nhiên là có một lưu ý, khi mà mua những sản phẩm online, mình không được trực tiếp đến cửa hàng. Chính vì vậy mà sẽ không được sờ, không được nhìn thấy, không được xem. Đến khi mình lắp đến nhà thì nó sẽ không được ưng ý. Và cái lời khuyên ở đây ấy, các bác nên tìm đến những cơ sở uy tín, để lỡ như nó không như ý, không như mong muốn, thì mình sẽ có chế độ đổi trả, chế độ bảo hành. Như vậy là mình có thể tiết kiệm được một khoản rất là lớn rồi các bác nhỉ. Ok, vừa rồi thì em Chiến có chia sẻ 5 mẹo để giúp các bác mua tủ quần áo hay nội thất bất kỳ, để mình tiết kiệm được chi phí, tiền bạc và thời gian. Hy vọng rằng những cái thông tin này sẽ giúp các bác có thể mua được sản phẩm đẹp, ưng ý mà giá cả hợp lý. Nếu như các bác thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh và chờ đón những video tiếp theo. Bây giờ sẽ xin phép được kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại.